Xin chào mọi người nhé. Xin chào bạn ZX3. Xin chào mọi người vào xem live của em. Chào các bác nhé. Hôm nay em lại quay cho mọi người cây mộc hương giống nhé mọi người nhá. Mộc hương giống, mộc hương ta hoa vàng ạ. Bởi vì có nhiều bác hỏi, các bác hỏi là nhà em có cây giống mộc hương không để các bác mua về các bác làm giống đấy ạ. Bây giờ thị trường hoa cây cảnh là đang hot cái vòng này, là hot cái cây mộc hương này. Đây là cây hoa mộc hương giống nhá. Ai quan tâm cây này thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969162214 nhá. Đây là mộc hương giống ạ. Chào 20 bác đang xem live. Chào 224, chào 1000, chào 007. Bác nào mà chưa follow em thì mọi người follow em đi ạ. Mà bác nào mà đã follow em rồi thì thả tim cho em đi ạ. Mọi người thả tim thả like cho em để tăng được tương tác lên, em mới được 20, mới được một người thích thôi. Đây là cây mộc hương ta hoa vàng nha các bác nhá. Mộc hương ta hoa vàng, đây là cây nó giữa ổn định rồi, nó đang ra các cái mầm này. Mầm mới này. Nó đang ra mầm mới này. Đấy, chỗ này là mầm nhá. Đây là mầm ạ. Và có một số bác hỏi là cây mộc hương giống thì trồng khi nào nó ra hoa. Thì đây em quay cho mọi người đây, cây mộc hương này. Nan đột biến không bác, em không có lan. Riêng nhà em thì em lại không làm nan nhá mọi người nhá. Em lại không làm nan, em không có kiến thức về lan luôn, chưa đầu tư một tí đi về lan luôn. Đây ạ. Đây là cây mộc hương ta hoa vàng nhá. Mộc hương ta hoa vàng đây ạ, hoa đây ạ. Hoa nó là hoa vàng, màu vàng nhạt nhá, chứ nó không phải hoa vàng ửng nhá. Màu vàng nhạt. Mộc hương ta hoa vàng đây ạ, hàng cây giống. Mộc hương giống nhá. Bác nào quan tâm thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969162214 ạ. 0969162. Lấy từ 100 cây giá 15k nhá các bác nhá. Lấy từ 100 cây giá từ giá lấy từ 100 cây giá 15k. Giá 15k. Chuẩn xịn mộc hương ta hoa vàng nhá. Hai cây bao nhiêu k em ơi? Hai cây em không bán bác ơi. Cái hàng này là hàng nhỏ, màu hàng nhỏ nên là không bán. Chỗ em ở Văn Giang thì giá cao hơn, bọn em phải nhập ở nơi khác về. Mộc này bọn em phải thuê người làm nhá. Bọn em không tự sản xuất được mộc giống này. Đất Văn Giang thì không sản xuất được mộc giống nên giá mộc ở Văn Giang sẽ cao hơn. Giá cao hơn các nơi khác. Mộc giống này ở thời tiết ở Văn Giang không thể dâm được mộc giống nhá. Mộc giống này là bọn em gửi nhá, tức là bọn em cắt cái cành, hàng là hàng dâm ngọn nhá. Hàng cắt ngọn, bấm ngọn xong là mang đi dâm. Thì là bọn em phải cắt cái cành này, bọn em mang ra Sơn Tây nhá. Bọn em mang ra Sơn Tây thuê các bác ở sân nhà vườn ở Sơn Tây các bác dâm hộ. Sau khi dâm thành công rồi thì là các bác chuyển về cho bọn em ạ. Thế là công của em chuyển đi này, xong lại chuyển về mấy lượt liền. Nên giá ở Văn Giang nó sẽ không Văn Giang ạ, em ở Văn Giang. Văn Giang Hưng Yên ạ, hàng cắm cành ạ. Hàng cắm cành nhá. Không phải là thời tiết ở đâu cũng có thể làm cái hàng ở đâu, riêng hàng mộc giống này ở Văn Giang không thể tự sản xuất được. Hàng mộc giống cắm cành này thì ở Văn Giang không tự sản xuất được nhá. Bọn em phải đi thuê người làm. Bọn em thuê người làm tức là bọn em cắt cái ngọn này. Cắt cái ngọn mộc hương này bọn em thuê các bác ở Sơn Tây. Cái này bọn em thuê các bác ở nhà vườn ở Sơn Tây các bác dâm cho. Sau khi các bác dâm sống rồi thì bọn em trả công cho các bác ấy, xong là bọn em cho xe bọn em trở về nhà. Trở về nhà xong lại xếp vào. Lại xếp ngay ngắn như thế này vào để dâm lại một lần nữa. Để dâm lại cho nó ra rễ một lần nữa. Tóm lại là ra rễ rồi ạ, ra rễ khỏe rồi ạ. Ra rễ khỏe đẹp thì mới xuất bán mà. Lấy 1.000 cây bao nhiêu? Lấy 1.000 cây thì giá 12k. Lấy 1.000 cây thì giá 12k. Còn lấy từ 100 cây là 15k. Lấy từ 1.000 cây là 12k. Trồng 1 năm là bán được thôi. Trồng 1 năm là bán được. Mình bán được tùy tùy mình. Mình mong muốn của mình là mình muốn bán bao nhiêu tiền. Đây là rễ đây là mọi người nhìn là rễ đấy nhá. Rễ nó ra đây ạ. Đây là rễ của cây mộc hương đấy các bác nhá. Rễ đây ạ. Rễ thò qua cả bầu rồi đấy. Rễ nhá. Dễ này, dễ thò của quả qua cả bầu rồi. Mọi người yên tâm là hàng em bán cho mọi người là hàng cây khỏe đẹp, dễ ra khỏe đẹp rồi. Dễ ra khỏe đẹp rồi chứ không phải là hàng mà chưa có dễ gì, chưa có dễ. Đây là dễ mọi người nhìn này. Dễ đây nhá. Đây là dễ của nó thò ra đây ạ. Dễ đây ạ. Vậy thì các bác mua luôn của ông Sơn Tây đi, nhưng mà có phải bác nào cũng tiếp cận được với cả các ông Sơn Tây để mua đâu. Đấy này em nói thật là hàng này là bọn em phải thuê các bác ở Sơn Tây các bác hãy cắm cho. Chứ bọn em không